Trụ trì Nguyễn Văn Quý và cuộc cách mạng bất thành năm 1866. Tháng 6 năm 1862, Phan Thanh Giảng và Lâm Duy Hiệp dưới sự chỉ đạo của tự đức đã bằng lòng ký bản hiệp ước cắt nhường ba tỉnh miền Đông Nam Bộ cho Pháp, ngay cả khi quân ta chưa thua hẳn ở trận. Đến tháng 11 năm 1864, trong khi tổ quốc đang bị xâm lược và dân tình đang bị khốn khổ vì mất mùa đói kém trộm cướp bệnh tật, thì tự đức bắt đầu khởi công xây lăng vạn niên là vạn niên nào thành xây xương lính hào đào máu dân không những thế ngay cả giữa triều đình cũng không có một sự đồng lòng nhất trí về người đứng đầu muôn dân dẫn đến việc giết hồng bảo vào khoảng tháng 2 năm 1854 và hồng tập vào năm 1864 ba tháng lúc khởi công ở khiêm lăng đứng trước một thế nước hiểm nghèo thế này phật giáo đã làm gì nếu đọc lại những cuốn sử gần đây không một dòng nào nói về nó. Hòa hoàng mà có nói đến, thì người ta đã không ngần ngại coi nó như một lực lượng bảo thủ đứng sau lưng những chính sách phản động thích thức hay không chính thức của người nước ta. Từ ngày chú Nguyễn Phúc Chu ra lệnh là, ai theo đạo Phật thì theo, mà một bài văn của một đồng bào thiên chúa giáo anh em đã còn ghi lại như Canh thìn vừa thuở thiên thai Chú Nguyễn trị đời hiệu định cả ra Truyền cho thiên hạ gần xa ai theo đạo Phật thì ta dông tình. Bằng ai giữ đạo thiền sinh. Chẳng chưa thì bắt tội tình chớ tha. Cho đến những nỗ lực sau cùng của thiệu trị và tự đức trong việc dùng Phật giáo cho công tác kết tụ mọi lực lượng của nhân dân, điển hình qua cái nghị chuẩn năm 1849 xác định mỗi một chùa công phải có một trụ trì và cái sắc lệnh năm 1853 chính thức chu cấp công điện cho các ngôi chùa Phật giáo, người ta đã không ngần ngại khẳng định như một tác giả gần đây đã lầm về tình trạng Phật giáo vào tiền bán thế kỷ thứ 19, vào đầu thế kỷ thứ 19, tầng lớp tăng lữ cao cấp của Phật giáo ở Việt Nam đã tùy. Thuộc khá nặng nề vào triều đình nhà Nguyễn. Từ đó, họ đã nhận được độ điệp cũng như ruộng đất, kinh sách, đèn đuốc, áo quần, thuốc men và những thứ vật phù trợ khác. Cái thế giới họ sống về phương diện văn hóa cũng hoa Việt cũng như cái thế giới những quan liêu Huế. Thêm vào đó, bởi vì nó đã tách rời ra khỏi chính trị hơn là thế giới những quan liêu, những tăng lữ cao cấp ấy lại càng bảo thủ hơn về phương diện văn hóa. Và để chứng minh điểm này, tác giả ấy chỉ dẫn được một thí dụ từ bản in năm 1817 của Tam giáo chính độ thực lục, trong đấy thay vì cái tên Việt Nam, bản văn vẫn còn dùng cái tên An Nam cho nước ta. Tất nhiên, đây không phải là chỗ cho việc bàn đến vấn đề Phật giáo có bảo thủ hay không bảo thủ vào đầu thế kỷ thứ 19 chỉ cần nhớ là, nếu Phật giáo Việt Nam vào giai đoạn ấy đã có những người có những liên quan mật thiết với vua quan triều đình Huế về một đàn, thì về đàn khác nó cũng có những người chống lại triều đình đó, dẫn đến cái chết vào năm 1807 của thầy Hải Bích chẳng hạn ở Hà Nội. Nói cách khác, Phật giáo vẫn còn giữ lại một phần nào tính độc lập của nó nhằm nói lên những ước vọng của người dân và nhằm kèm lại những đà phản động cực đoan của chính người đương thời. Chính bằng sự hiện diện nhị nguyên này, Phật giáo đã có hai phản ứng khác nhau trong giai đoạn khủng hoảng năm 1850-1870. Về một mặt, dưới sự bảo trợ của tự đức, nó đã muốn đóng góp thực thụ vào việc hàn gắn và thống nhất ý chí dân tộc, một chính sách tương tự với chính sách đàn gia của chính quyền Đức Xuyên ở Nhật. Nhưng về mặt khác, với một chính quyền nhu nhược tham nhũng và với một thực tại dân sinh khốn đốn, chính bằng tri giác thứ hai này về thực tại lịch sử vào những năm 1850-1870 của nước ta, mà Phật giáo đã biểu lộ phản ứng của nó, điển hình trong con người Nguyễn Văn Quý, vị trụ trì chùa Pháp Vân. Cho đến nay nay hình như chỉ có ba tài liệu nói đến vị trú trì này.